chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì mình với lại Ngân đang ở Kinh Chính nè các bạn ơi. Thì các bạn thấy xa xa không? Ở đó có cái cống đó. Thì ở đây chắc là nhiều cá lắm nên là hai chị em quyết định sẽ đem cái tay lưới 4 phân rưỡi ra đây giăng nha. Các bạn có thấy mình với Ngân không? Thấy chứ. Có ai thấy không? Giờ mình đi tới nha. Tới đi Ngân ơi. Chắc là nhiều cá lắm đây. Đi thẳng cái gì xéo? Thẳng. Giăng cái này là khoảng nửa tiếng sau là mình cuốn. Chắc này nước nó cũng im nè, chắc là cá nó bơi nhiều lắm. Quá trời cá luôn. Vũ đằng đó xuống ăn ơi. Rồi đi thôi. Ra. Hôm nay là tôi sẽ không giăng thẳng nữa, tôi sẽ giăng xéo. Xéo. Tôi sẽ tấp vô trong đây nha, rồi từ đây thì mới giăng qua bên kia. Giăng gì mới có nhiều cá. Ai chỉ vậy? Chú Tám chỉ. Tới thôi. Đi chưa? Đây mình cứ xả ra từ từ như nè. Xả ra thôi. Rồi, sát luôn đúng không? Sát luôn. Rồi, tới. Đi dài tới. Nãy giờ cũng 2 tiếng đồng hồ rồi nè. Giờ hai chị em mình đi dỡ lưới nha. Dỡ lưới thôi. Rồi, lên trên, cảm ơn. Dài lên. Wow. Wow. Trời ơi, con cá rô. Trời. Đây. Nó mắc tuốt chổng luôn rồi, mở cái đỉnh ra. Đỉnh đồng nha. Nhưng mà nó chết rồi. Chết thầy hả? Nãy giờ lâu lắm rồi đó. Mấy tiếng đồng hồ rồi. Nó bị bong dãy luôn. Hên quá vậy. Một con cá. Rồi đi tiếp thôi. Đi thôi. Dài lại đây nha. Mở màn bằng một chú cá rô. Bự ơi là bự. Ý cái gì nó nặng nặng. Dưới cái cây nó nặng. Ơi bà đừng nghiêng qua nhiều. Cái xuồng mình nó bồng bềnh lắm. Lỗ hứa luôn ta luôn rồi. Có cá không? Không thấy. Chưa có mà. Hôm nay mình giăng hơi thất thu rồi ta. Lúc này không có cá. Rồi nguyên khúc này lưới chấm không luôn á. Không biết mình có canh đúng lúc không nữa. Wow. Đây, nó nhảy sôi sói luôn. Bà này là cái gì đây? Nè Ngân gỡ đi nha. Cá trắng. Đi thôi, tiếp tục nha. Ui. Hãy subscribe.
giờ làm sao đây? Bây giờ buông ra đi nha, bà buông ra đi nha. Rồi, qua đây lấy lưới bên đây nè. Lấy lưới chưa? Chưa thấy cái lưới nha, dớt cái lưới lên cho tôi. Nè mà nặng á, cái chỗ hồng hồng đó thấy chưa? Có cái phao đó. Rồi, thấy rồi. Khoan khoan khoan, đi hơi xa. Thấy chưa? Rồi. Rồi đi tiếp nha, đi dọn thấy nhiều cá nha. Ôi. Rồi. Trời ơi, con cá gì bự vậy? Cá chốt Ngân ơi, kìa. Con cá chốt gì mà bự dữ? Gỡ cẩn thận nha. Nay hên quá, giăng lưới dính con cá chốt luôn. Cẩn thận nha. Hai cái gai của nó nguy hiểm lắm á. Đúng rồi. Gỡ nó là phải cẩn thận. Rồi, chưa? Ê, buông lưới, buông lưới luôn. Trời ơi, nữa kìa. Ngon quá vợ, con nào con nấy uống nó uống nặng à. Để từ từ thôi. Hôm nay giăng là dính toàn là cá chốt thôi. Nãy giờ được mấy con rồi ta? Con cá gô, con cá chốt. Trời ơi, ngon vậy? Uống đâu uống nặng luôn á. Mùa này cá chốt quá chứ mà nhiều trứng lắm đây. Kiếm thêm vài con nữa về mình kho ăn. Nhiều nhiều đi. Nha. Sao khúc này không có con cá nào hết vậy ta? Con này con cá chốt hay con cá lăn vậy? Con cá chốt. Xa quá, xích lại, xích lại. Trời, đợi xíu. Ngon quá vậy? Nay chúng mổ cá chốt rồi. Đúng rồi, nay là mình với lại Ngân đi văn là dính tan là cá chốt thôi. Hai con mà con nào con lấy uống nu uống nặng à. Uống nu à, con này là có chứng luôn á. Lưới này là tới 4 phân rưỡi luôn á. Con cá nó kêu ọt ẹt ọt ẹt. Gỡ từ từ thôi. Nó còn cái đầu không? Nhẹ nhàng thôi. Wow. Tiếp nha. Rồi, quay đầu xuống quá. Đi dài dài lại đằng đây. Lưới này cũng dài lắm á. Hết lưới rồi. Hết lưới rồi, con cá kìa ngăn 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 ngăn. Đâu đâu? Nó nó giở lên, giở lên, giở lên. Giở lên thấy luôn á. Giở tay mày luôn á. Trời ơi, gỡ cá là chết rồi. Ngon quá. Cái này là hết lưới hay là tại vì nó dính vậy? Nó bị dính á, giật nó lên. Giật chắc cách nát cái lưới luôn. Ở dưới này chắc là nhiều cây lắm hay sao mà nó bị dính á. Rồi, ra ra ra. Chưa? Cho xuống ra. Ôi, thôi, không lẽ con cá bay lớn mà nó gầy dính ở dưới luôn hả? Cái gì vậy? Là con gì cá rảnh hả? Cá linh hả? Cá rảnh, cái này chắc cá rảnh á. Trời ơi. Cái này chiên cũng ngon mà kho cũng ngon nữa. Nhưng mà nó nhỏ. Cái này chiên á, chiên tươi ngon. Lưới này 4 phân rưỡi là phải dính cá là to to không à. Hôm nay mấy con cá nhỏ nó cũng chui vô được nữa. Tại nó xui hay sao?
Ôi, wow. Ngân ơi, đây một con nữa nè. Nè, wow. Nè. Trời ơi, cá gô. Hai con cá. Không tin được luôn á, nó to y gan cá này luôn nè. Nè, gỡ con cá bự đi. Ôi, ngon dữ vậy. Trời. Trời, nó mắc lưới nè, nặng lắm luôn á, trúng mánh rồi. Nhưng mà nó chết rồi. Nó quậy mạnh quá, với lại cá nó hình như là lâu rồi á. Ôi, ngon quá. Ủa, còn sống hả? Đây, các bạn ơi, nay mình dính được một con cá rô nha, to và ngon lắm. Một con bự và một con nhỏ. Hai mẹ con nó đi chung á. Thôi, hên quá, nay mình được hai con cá rô luôn. Hai con cá rô rồi. Chà. Yeah. Hết lưới rồi đó. Còn nhiêu thôi. Đây một con nữa. Coi bạn là ba cá gì vậy? Đây là con cá bạn của con cá nãy luôn. Rồi, khỏi cần gỡ. Nó mới dính vừa bây giờ. Trời, có mấy con vậy hả? Trời. Xong, là ít cá như ta. Ừ, này được có nhiều à. Các bạn xem đi. Rồi. Đây, các bạn xem đi, hôm nay tuy là có hai con cá rô bự thì mấy con kia nhỏ xíu xíu à. Đúng rồi. Này mình biết làm gì vậy? Này mình về không biết làm gì nữa. Nay hắt hu xíu hơi buồn rồi. Nhưng mà không sao, bây giờ mình với lại Ngân sẽ để cái tay lưới ở đây luôn. Lát mình coi thử có nhiều cá nữa không, mình ra mình gỡ tiếp. Chiều mình ra mình gỡ nữa. Chiều mình ra mình làm thêm bữa nữa. Rồi về thôi. Về thôi. Tôi nghĩ là do con nước hôm nay á, tại nước nay nhiều quá. Mình với lại Ngân đem cá về đến nè các bạn ơi. Hôm nay là hai chị em sẽ nấu ở trên xuồng ăn cho nó ngon nha. Trời, cá chốt mùa này cũng quá trời trứng luôn. Đây ha. Trời, trứng kìa. Chả nước miếng là có thiệt. Tính làm cái gì vậy? Này hả? Này tôi thấy chắc mình kiếm thêm một ít ga đi, xong rồi mình kho đi ha. Kho tiêu á, chứ cá này mình đâu có chiên hay là nấu canh chua gì được đâu. Đây hai chị em mình quyết định là sẽ ở lại nhà của chị Tám nha các bạn. Thì đây mình mượn luôn cái xuồng nè, mình nấu ăn trên xuồng cho nó mát. Đỡ mất công đem về nhà. Ăn với anh chị luôn cho nó vui. Giờ này nó không có được bén cho lắm. Cho cá vô, trời ơi. Biết sao không, tôi có khử nước màu á, khử bằng đường á. Khử nước màu luôn hả? Tại không thấy nước màu đâu. Nước nè, khử luôn. Ngon quá vậy. Chị Văn đó. Này ít cá quá các bạn ơi, nên là mình với lại Ngân sẽ quyết định làm cái món kho quẹt nha. Ui. Kho quẹt. Mượn nó Văn. Ui. Này giống chiên tươi quá. Này giống chiên luôn á. Cho mắm vô cho đỡ Văn. Đều quá. Rồi đều rồi đó. Thử nước màu là nó vậy đó. Đây. Rồi, đây. Hôm nay ít cá quá nên là phải làm kho quẹt thôi. Trời ơi, hấp dẫn chưa? Cái màu của đường á. Cho cá chén rồi lấy màu á. Nên là nó ngon vậy đó. Trời ơi, quá trời ngon rồi. Tuy cá ít nhưng mà cực kỳ là hấp dẫn luôn. Cho hành vô. Xong rồi nha Ngân ơi. Đợi xíu đem ra với lên cơm xuống. Xong rồi. Mình đã làm xong cái món cá mình kho queo rồi nè các bạn ơi. Thì hôm nay có chị Tám xuống ngoài ăn chung với lại mình với Ngân luôn. Ở đó giờ chắc các bạn không biết đâu, cái xuồng này là chủ là chị Tám đó. Không ngại mượn quá trời luôn, nên hôm nay mời chủ xuống ngoài ăn chung cho vui nha. Vậy xin mời tất cả cô chú, anh chị các bạn cùng ăn nha. Rồi, Tám ăn thử đi. Tám chắc thích mấy cái queo queo này lắm nè. Tôi thì tôi là nghĩ là Tám ngán rồi. Ngán rồi hả? Thôi đừng có ngán. Dưa leo á mà chấm vô trong quẹt quẹt cái này là trời ơi, nó ngon. Nó vừa quẹt mà vừa kéo chỉ. Ngon quá Tám ơi.
Đây là con cá chốt nha. Trứng của nó nè. Ngon không? Ngon quá, ngon. Béo bụng này. Ngon không Tấm? Ngon. Tấm thấy sao? Ngày ngon à. Có giống Tấm kho không? Khác hơn. Khác hơn hả Tấm? Dở hơn hay ngon hơn Tấm? Thường Tấm kho là kho làm sao? Kho có nước không? Tấm kho cũng hơn, cũng nước sạch sạch á. Tìm khô sạch sạch, còn cái này khô ha. Hôm nay là mình khô quéo một bữa. Cái này khô sạch chờ nước mình chấm á. Đúng rồi. Khô mà bị quéo hôm nay là quéo chứ không có muốn chừa nước. Tại vì quéo gì ăn cho nó lâu hết. Quéo quéo mà thì mặn mặn nữa. Hôm nay Tám không có nhà hả chị Tám? Ổng đi công chuyện rồi. Chỉ có Tám nhà thôi nên là thôi ăn cơm với lại em với Ngân luôn cho xong. Hết quầy được rồi. Hôm nay là em với Ngân đi giăng lưới mà không có hên lắm, dính có nhiều cá rồi. Tắm nhiều. Nếu là mình giăng nhầm đạt á. Nhầm đạt, nhầm bữa dính nhiều, dính ít. Bị dính nhiều, bị dính ít ha. Tám có hay đi giăng không? Có. Thường là giăng là dính cái gì ta? Thường là đi giăng là dính cái chốt. Cái chốt. Ủa có cái chạch luôn hả Tám? Có. Giăng lưới mà dính cái chạch luôn hay vậy ta? Giăng cái chốt của mình á. Cái lưới là bự luôn đó. Nếu cái chạch chốt mình thì nó cái lỗ nhỏ nhỏ thì vừa thôi. Không bự không. Còn mình giăng, trời dính cái chạch ăn chắc ngon dữ à. Như nước cái linh rồi đó. Cái chạch mà kho nghệ là hết sảy. Hoặc là làm khô á. Rồi bá cháy. Nghe nói Tám bắt ngắn hay lắm phơm. Không phải tin được. Vài bữa nó gắn cảnh đi bắt. Tám bắt làm sao rồi Tám? Tám có thể diễn tả lại sơ sơ cho em những Ngân học hỏi được không? Mình nắp cá không? Mình nắp cá mình muốn gặp gắn thôi, mới lợi thôi. Mình nắm đuôi nó kéo lại. Ê, sao có thể nắm đuôi nó được hay vậy? Thôi, lội dưới nước luôn hà, gắn gì mà lội dưới nước ta? Gắn lại hả? Cái lội dưới nước đó, cái mình lội dưới theo nắm đuôi nó, mình kéo lại, mình đưa tay kia, mình nắm đầu nó. Rồi gặp trường hợp mà gắn nó trên bờ rồi sao? Nó trên bờ mình chạy. Chạy theo, mình nắm đuôi nó. Là gượt luôn á. Gượt theo. Gượt con gắn á. Còn em với gắn mà gặp gắn chắc bỏ xuồng, chạy mất dép luôn á. Tám hay quá. Bữa nào thầy chị Tám học hỏi kinh nghiệm mới được nha. Đi theo học thì được rồi đó, mà cái quan trọng á, cầm con gắn nột được không? Được, đợi con cá nè, ngon quá. Quẹt. Ăn nguyên cái chốt luôn. Hôm nay em thấy là ba làm món này làm cái quẹt này nó đắt hơn nè. Chấm gheo ngon. Bây giờ mình thử cái con cá này đi. Tám thử cá rô đi Tám. Em với Ngân hên dính một cặp cá rô luôn á. Thật chắc. Ngon quá rồi. Tự làm mà tự khen ngon quá. Ngon thiệt mà. Hôm nay là kho là không có dùng nước màu. Lấy cái đường kho luôn. Quẹt vô đây. Mình ướp nước màu cho nó màu. Mình kho mình ướp nước màu nó màu. Đúng rồi. Mình thắng mấy đường này nó lâu. Đúng rồi. Nhưng mà thắng đường thì ngon hơn. Ngon hơn. Cái màu thì nó hơi hôi hôi á, nó không có được ngon bằng cái đường này á. Hôm nay thì mình với lại Ngân đi giăng lưới đó các bạn ơi, lưới 4,5 ft nhưng mà không biết sao giăng được có mấy con cá à. Nhưng mà cũng đủ làm bữa cơm để ba chị em cùng ngồi ăn với nhau. Nếu mà các bạn thích video này thì nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ nha. Bye bye. Bye bye.